Em xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với trại Hiêu Na Hiền Thư, và qua đây em cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn theo dõi, đồng hành cùng trại Hiêu Hiền Thư. Hôm nay em muốn chia sẻ với mọi người một số điều đáng lưu ý khi chọn hiêu giống. Thực ra là cái cách chọn hiêu giống ở đây em không theo một cái lý thuyết nào cả, mà em theo cái kinh nghiệm thực tế của bên em. Bởi vì nếu như mà lý thuyết ấy, thì mọi người có thể tìm các cái tài liệu, chỉ cần search một cái là cách chọn hiêu giống, đặc điểm nhận dạng hiêu giống, thì có thể tìm được những cái bài lý thuyết về lý thuyết chỉ ra những cái đặc điểm cơ bản nhất để mọi người có thể chọn được những con hiêu giống tốt. Nhưng lý thuyết thì nói chung là tất nhiên là đúc rút từ kinh nghiệm thực tế, nhưng mà có những cái nó không phải là hoàn hảo mà nó cũng có những cái tương đối mọi người ạ. Và hôm nay thì em chia sẻ không phải là chia sẻ về lý thuyết, mà em chia sẻ từ những cái đúc rút Tìm đường thực vào đáy tế hải mà đăng em biết và em trải qua. thì loại này là cáo già không? Ôi kia, em kia phân đổ nó vỡ mất cái tấm. Tìm đường Chúng vào mày để tên ăn. lòi, đẹo đẹo ăn gì cho chúng mày hết rồi ngô gì chúng mày. Nếu như một con hươu mà đang còn cho nhung rất là tốt thì mọi người có quan tâm đến cái nòi giống của nó hay không? Bởi vì đây là một câu hỏi mà em thấy nó rất là thú vị. Vì có một bạn bạn ấy hỏi em là: "Chị ơi, con hươu này nó nhung nó rất to. Mới năm 1 năm 2 thôi mà nó cho nhung cả đến 7 8 lạng rồi. Nhưng mà em vẫn không mua bởi vì em không không biết nòi giống, tức là không biết nguồn gốc của nó như nào." Thực ra nếu như mà ở một cái câu hỏi như này thì theo mọi người thì mọi người trả lời như nào, và đặt vào cương vị của mọi người thì mọi người có nên chọn và có nên phân vân về cái nguồn gốc của con hươu hay không? Thì hôm nay em chia sẻ lại một chút những cái chỗ này. Nếu như mà theo quan điểm của em ấy, thì cho em chọn giữa giống nòi và cho em chọn giữa, tức là gốc gác của nó đấy, và cho em chọn giữa con hươu, thì em sẽ chọn con hươu chứ em không chọn giống nòi của nó. Bởi vì chắc chắn một điều là con hươu bây giờ, thực tại hiện tại bây giờ ấy, cái nhung nó tốt, nó to, thì chắc chắn là ở một cái góc độ nào đó thì nó cũng có cái gốc gác của nó là nhung tốt. Thì có thể là bố nó nhung không tốt, nhưng mà có thể ông của nó nhung tốt chẳng hạn. Thì nếu như mà truy ra nguồn gốc có thể là mình không biết được, nhưng mà thực tế bây giờ mình thấy con hươu như thế thì mình nghĩ là đáng nuôi hơn là khi bạn chọn những con hươu mà theo chuẩn của mọi người bảo là những con hươu tốt, nhưng mà thực ra là nòi giống, nhưng thực tế nó nhung chưa hẳn đã bằng những con hươu đang hiện tại như này. Vì bạn này bạn đặt ra một câu hỏi thế kia thì mình chỉ biết trả lời theo cái quan điểm của mình thôi, cái cách suy nghĩ của mình thôi, còn là mỗi người có một cái cách lựa chọn riêng. Và một điều nữa đấy là ở em ấy rất rất hay và thường xuyên gặp những câu hỏi như này. Bên em ấy thì các bạn hươu trưởng thành, hươu cái thì nó bao nhiêu cân, hươu đực thì được bao nhiêu cân. Tức là mọi người quan tâm rất nhiều đến cái hình thức của các bạn hươu, kể cả hươu đực, hươu cái. Mọi người bảo là những con hươu mà to vạm vỡ, tức là to béo đẹp, thì người ta thích hơn. Mà bản thân em đúng nhìn những con hươu đấy cũng thích thật. Nhưng nếu như mà chia sẻ ở cái góc độ của em ấy, thì em lại không 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 nghĩ như mọi người ở chỗ là nếu như mà cho em chọn giữa một con hươu cái đi, trước hết là một con hươu cái trưởng thành, một con hươu béo tốt, tròn trục, hình thức rất là đẹp, và một con hươu nó bình thường thôi, hình thức nó bình thường, có thể là nó không được béo đẹp nhưng mà nó nuôi con tốt, sinh sản tốt, thì là em sẽ chọn cái con hươu con không đẹp mà sinh sản tốt. Mọi người cứ đi mua giống và mọi người cứ bảo là con hươu nó phải đẹp, phải hình thức như thế kia, nhưng mà thực ra đối với em ấy, hươu cái cũng thế mà hươu đực cũng thế. Đấy, bây giờ em lấy ví dụ hươu đực. Nếu như một con hươu đực mà nó béo béo khỏe tốt, cân nặng của nó là trên 90 cân chẳng hạn, nó rất là to, hình thức rất đẹp, nhưng nhung nó không to, nhưng nó cho sản lượng không tốt, thì chắc chắn là em sẽ chọn những cái bạn hươu đực mà hình thức nó bình thường nhưng mà nó cho những cặp nhung tốt, nó có cho sản lượng cao, thì tất nhiên em sẽ chọn con hươu đực cho nhung tốt rồi. Nhưng mà cái này thì đối với một số người thì em nghĩ là một số vị khách hỏi em những câu hỏi thì em nghĩ là họ chọn hình thức. Tất nhiên là nếu như mà được cả hình thức, cả cái chất lượng, cả cái lượng nhung thì nó là tuyệt vời, nhưng mà nếu như mà xét thực tế ấy, thì để tìm được một bạn hươu mà cái hình thức đẹp và cái nhung của nó cũng sản lượng cao và nhung đẹp thì cực kỳ hiếm, không phải là
là nhiều đâu. Em không không cần phải nói nhiều, bởi vì mọi người có thể là tìm những cái bạn hươu mà bây giờ đang cho nhung khủng ấy, thì mọi người có thể nhìn thấy là hình thức của bạn ấy rất là bình thường, thậm chí nhất nhỏ con bình thường, nhưng mà cái nhung của bạn ấy rất là to, rất là đẹp. Cho nên là qua đây em muốn cho mọi người hiểu rằng là khi mình nuôi hươu nai đấy, cái cách chọn hươu nai nó khác với cách chọn trâu bò, chọn lợn, chọn đấy có thể là khác đấy. Bởi vì như này, mình nuôi lợn, nuôi trâu, nuôi bò thì mình quan trọng cái trọng lượng của nó, bởi vì mình chủ yếu bán thịt. Mọi người để ý là mình chủ yếu bán thịt nhá. Nhưng mà nếu mà với các bạn hươu thì nó thật chứ, nếu như mọi người mua để mục đích bán thịt thì đúng, mọi người quan tâm đến cái trọng lượng của bạn hươu thật. Nhưng mà đây mình nuôi có phải là bán thịt đâu mọi người. Nếu như mình nuôi để bán thịt thì có mà lỗ à? Bởi vì mình mua đầu vào hươu nó đắt thế kia mà mình bán thịt ra giá nó là ở cái mức giá nó bình thường thì làm sao mà có thể là hòa vốn được. Ý em nói ở đây ấy là tính chất để chọn những con hươu, con hươu nai nó thực sự là chất lượng để nuôi, nó không, cái này nó không phải là do hình thức quyết định, mà cái này bên em quan niệm và bên em xét ở cái chỗ là cái nhung của nó như thế nào, có cho sản lượng cao hay không, cái nhung có đẹp hay không. Còn nếu như mà giả sử mà hươu cái thì con hươu cái sinh sản có tốt không, nuôi con có tốt không, còn em cũng không quan tâm lắm đến cái hình thức của nó mọi người ạ. Tất nhiên là đối với những bạn hươu mà hình thức đẹp và cho nhung tốt, hoặc là hình thức đẹp và sinh sản tốt, nuôi con tốt thì nó đã quá tuyệt vời rồi. Cái này thì không phải chia sẻ làm gì. Nhưng mà nếu so sánh giữa hai bạn như lúc nãy em so sánh ấy, một bên hình thức và một bên cái nhung của nó và bên sinh sản của nó tốt, ok, thì tất nhiên là em sẽ lựa chọn bên kia rồi, bên cái nhung tốt, bên sinh sản tốt rồi, trong hình thức không quan trọng. Đấy là cái quan điểm của em, mà thực tế từ trước này em cũng căn cứ cái giá nhung, giá hươu giống ấy, nó dựa trên cái thực tế cặp nhung ở trên đầu và cái thực tế cái bạn hươu đấy nuôi con đẻ đái như nào, chứ còn thực ra em không nhìn vào hình thức để em quyết định cái giá đâu mọi người ạ. Đây là đối với những bạn hươu trưởng thành, còn đối với những bạn hươu con ấy thì tất nhiên hươu con thì nó chưa sinh sản để mình biết nó sinh sản nuôi con có tốt hay không, và nó cũng chưa cho nhung để mình biết là cái lượng nhung trên đầu của nó có ok không, cho nên là mình chủ yếu là dựa vào cái nòi giống. Đấy là đối với những bạn hươu con thì chắc chắn là mình sẽ dựa vào nòi giống. Vì sao em chia sẻ những cái điều này? Bởi vì là từ trước nay có rất là nhiều bác, nhiều bạn quan tâm đến hươu giống và thực sự là rất là quan tâm đến những cái vấn đề này. Và hôm nay em muốn chia sẻ để mọi người cùng hiểu hơn về cái khác biệt giữa hươu nai và các con vật khác khi mình chọn con giống. Em xin tạm dừng video tại đây và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video. Chúc mọi người luôn vui vẻ, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau ạ.